chào quý cô chú anh chị, mến chào quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh của Bình Đen Vlog. Hôm nay Bình được sự trợ duyên của anh Cường Caramel đi qua thăm hoàn cảnh của cô. Thì cô cũng đã bị bệnh cũng hơi lâu quá cô chú anh chị. Thì cô bị bệnh là mờ mắt. Thì trong suốt thời gian vừa qua đó cô không có tiền để đi điều trị. Thì bữa nay thì Bình qua tới đây thì cô đã mất rồi. Thì bây giờ Bình cùng với anh Cường Caramel đi qua trao tấm lòng vàng của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, bớt gánh nặng phần nào cho gia đình. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng với Bình đi vô trong nhà coi đám tang của cô có thiếu thốn gì không, để mình chia sẻ lên. Bây giờ mời cô chú anh chị theo Bình nhé. Đi vô trong đám thì nói chung là nhà cũng rất là khó khăn. Thì cô bị bệnh mờ mắt á, cũng hơi lâu vì gia đình không có điều kiện để đi bệnh viện đó, vì nói chung là không có kinh phí để đi bệnh viện. Thì bây giờ cô đã mất, thì bây giờ thì Bình lại tới đây thì đám thì cũng diễn như vậy nè. Thì trong suốt thời gian vừa qua đó, cô chú anh chị có lòng hảo tâm. Thì bữa nay Bình lại cùng với anh Cường Caramel lại trao tấm lòng vàng từ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Đây là căn nhà của cô. Đây là căn nhà của cô nè. Nói chung là cũng rất là khó khăn. Thì đám của cô thì cũng diễn ra 3 ngày. Đây. Đây là bên hông căn nhà của cô đó. Bên hông căn nhà thì không có lá để che, thì mua bạc để che. Đây. Mua bạc để che đừng cho mưa tạt á. Thì bên phần chiếc nhà thì cất cái gạp đám tang của cô nha. Đây là cái phần bên trong nhà nè cô chú anh chị. Nói chung là nhà cũng không có giường luôn á cô chú anh chị. Đây là bên hông nhà cũng nhờ dách của người ta. Thì nói chung là hoàn cảnh thì cũng rất là đáng thương. Dách nhà thì không có nha. Dách nhà bên đây thì nhà của anh ta, còn bên kia thì tấm bạc á chú anh chị. Đây, dách nhà bên đây thì tấm bạc để che lại đừng cho mưa tạt á. Đây là cái nhà sau của cô nè. Thì nói chung thì nhà sau thì nói chung là cũng rất là khó khăn. Thì Bình vừa vô tới nhà thì Bình thấy cảnh thì thấy rất là đáng thương luôn cô chú anh chị. Nhà thì nhà tình thương nha. Thì phía bên hông á, thì mái tôn của người ta đó, bên hông bên đây thì lấy cái tôn của người ta để che lại. Đây là toàn cảnh của nhà sau nè. Ngôi nhà ấy, nói chung là rất là nhỏ nha cô chú anh chị. Đây là cái phần của đám tang của cô.
nâng lông bay. Đám tang của cô Liên Thị Xuyên. Đây là cái phần cửa sổ nè cô chú anh chị. Nói chung là nhà không có gì cả, rất là khó khăn, nhà nhỏ cũng rất là khó khăn cô chú anh chị. Vì hoàn cảnh khó khăn thì đôi khi của người dân tộc Khmer đó lại ngồi trò chuyện với uống nước đó, cũng có cụ bà với mấy ông thì ngồi chia buồn cùng với gia đình thì được hai mâm mà. Thì bây giờ cô chú anh chị cùng đi với Bình, mời cô chú anh chị cùng đi với Bình vô trong phần kia hỏi tiếp nhé. Đây cô chú anh chị, đây là nhờ cái căn nhà kế bên đó thì nhà thì chắc chưa có người ở, nhưng mà nhờ được cái căn nhà kế bên để làm đồ ăn để đãi cho cô chú anh chị lợi đám á. Đây là nói chung là đãi trong nhà vì trời mưa đó, nên là ra ngoài làm đồ ăn không được đó, cô chú anh chị. Đây thì cũng đơn sơ thôi, thì nói chung đám chắc mấy thịt vịt này kia thì xào khóm rồi xào sắp bú để có miếng mặn với canh đồ đó để cho bà con lại cúng biếu để tiếp đại khách. Còn bên đây thì là nồi xúc nha, đốt bằng củi không à. Còn đây thì thịt kho trứng, thịt kho trứng để tiếp đãi chiều nay. Đây thì vịt để trộn gỏi tối nay hoặc là nấu cháo này kia đó cho cô chú anh chị lợi đám. Đây. Em thứ tư của Xuyên hôm qua thì lúc mà còn lại có chia sẻ cái video đó thì trong lúc cô mà chúc cái hơi thở cuối cùng thì thấy anh cũng rất là xúc động, thì không cầm được nước mắt. Thì hôm nay tôi cũng trở lại. Dạ thì sau khi cô Xuyên mất đó thì mình có cái cảm xúc gì không? Mong anh để chia sẻ cho bà con biết đó. Bây giờ thì người chị nó cũng đã ra đi vậy rồi. Dạ. Mình cũng không có cảm xúc gì. Dạ. Thì trong lúc mà gia đình mình cũng để tang như vậy nè thì mình thấy có cái gì khó khăn cũng như là thiếu thốn gì không anh? Không, cũng vẫn bình thường được như vậy là quý quá rồi. Dạ, mình có sao mình làm vậy ha. Đúng rồi. Thì mình có ít lòng nhiều nhờ bà con giúp đỡ. Dạ, cũng rất là cảm ơn. Dạ. Thì mình dạ. Thì đây là má của cô Xuyên nè, quý anh chị. Dạ, thì cô thì con bây giờ thì cũng mời cô với chỗ anh Minh đó thì lên phía trước để hôm nay thì cũng là lần thứ hai con sẽ trở lại để trao số tiền tất cả cũng như là quý mạnh thường quân đó người ta gửi để cũng như là chia buồn cùng gia đình ha. Thì bây giờ con cũng mời cô tiến về phía trước với chỗ anh Minh đó thì để hỏi một chút xíu. Thì cũng lớn tuổi rồi. Thì ở đây là cầm của cô Minh. Dạ bác thì cho con xin hỏi thì hôm nay con cũng trở lại lần thứ hai cũng được theo số tiền của quý mạnh thường quân đó thì trước khi trao số tiền thì con cũng hỏi để biết cái thông tin rồi để trao cái số tiền đó. Bác thì cho con hỏi nhà mình thì cái lễ tang này nè thì bác và chỗ anh Minh là người chồng thì cho con hỏi ai là người để trực tiếp làm đám này á. Dạ.
cứ đó cứ nói đại đi, cứ nói đại đi, nói đại đi vậy. Dạ. Ở đây á là bác xin nói là cái số tiền làm đám á để ăn thua chồng với con á, bác nói đầu tiên sao là vậy. Dạ. Nhưng mà bác cũng vui. Dạ. Nếu mà cái đám này rồi á, thương bác á. Dạ. Thấy bác già cả. Dạ. Con chia sớt thì chia, còn không chia thì bác cũng không có đòi hỏi. Dạ. Thì giờ bác có mấy câu như vậy. Dạ. Câu đầu là cũng một thứ à, dạ. Câu sau cũng một thứ à. Thì trước sau là một thứ ha. Một thứ một. Dạ, cũng như là chủ yếu thì cũng như là tổ chức cái lễ tang lễ cho nó con cái cho nó im xuôi ha. Đúng rồi. Thì cái chuyện gì thì gia đình mình cũng chia sẻ lẫn nhau và cũng như một bụi cay đắng ha. Dạ. Thì được bác chia sẻ thì nha. Thì giờ là bác đồng ý chỗ anh Mên này tổ chức làm đám ha bác. Đúng rồi. Dạ. Thì anh Mên thì cũng như là em cũng mới vừa hỏi mẹ đó, đó thì cũng đồng ý anh để làm tổ chức làm đám à. Thì cho em hỏi thì mấy ngày qua thì cũng như mình làm đám thì gia đình mình có thiếu thốn gì không anh? Dạ. Nhiều. Dạ. Cũng rất là cảm ơn anh chia sẻ cái cũng như cái hoàn cảnh của mình ha. Thì nói chung cái hoàn cảnh của mình đó thì lúc mà bữa hổm thì cô mất vào cái dịp lễ thì em cũng có đăng tải cái video lên đó, thì bà con cô bác cũng thấy cái hoàn cảnh mình cũng như là nhà cửa rồi trong lúc mà lễ tang vậy đó cũng thứ trước hụt sau. Thì bữa hổm thì em cũng có lại trao cái số tiền là hết 800.000 đồng. Thì tiền này là tiền chích cái nguồn quỹ rồi dưới chỗ người anh đó là Trần Quý Minh. Thì hôm nay cũng là lần thứ hai em sẽ trở lại cũng như trao số tiền của tất cả quý mạnh thường quân cũng như hỗ trợ cái phần nào trong cái đám tang của mình cũng như là chia buồn cùng gia đình. Thì hôm nay em cũng xin phép để trao số tiền. Gia cảnh của chú Minh thì là người chồng, cô Xuyên thì cũng đã qua đời. Thì phải nói thì nhìn rất là đứt ruột. Thì hôm nay thì Cường cũng xin mạo phép đọc tất cả những cái danh sách của tất cả cô chú mạnh thường quân, đặc biệt ở bên Mỹ và cũng ở bên Việt Nam. Thì cũng có nhiều anh chị ở trên Facebook cũng chuyển tiền cho Cường. Thì trong ngày sáng hôm nay thì Cường nhận cái số tiền cũng khá là lớn. Thì bây giờ thì Cường cũng xin trực tiếp để trao số tiền đó là anh Mên. Thì theo sự đồng ý của mẹ anh Mên thì để cho anh Mên tổ chức cái đám tang để lo cho cái người vợ của mình. Thì hôm nay thì Cường cũng xin phép bà con của bác để đọc tên ha. Cường cũng xin đọc cái danh sách là từ cái số thứ tự ha. Thì trước tiên thì đó là chị Hành Trang là ở Sóc Trăng đó để anh chị. Thì đây là 100.000 đồng, thì mời anh kiểm tra anh em. Rồi, kiểm tra đúng 100.000 chưa? Đúng rồi. Dạ thì Trang đã giúp đỡ một cái chuyện khó khăn này. Cảm ơn Trang. Dạ thì đây là một mạnh thường quân. Thứ hai đó là anh Trần Quốc Khởi là số tiền 200.000 đồng ha. Thì bây giờ mời anh Mên kiểm tra giùm em ha. Có đủ số tiền nhanh đúng 200 chưa? Đây là anh Khởi ha. Anh Khởi. Cảm ơn anh Khởi mà đỡ chuyện khó khăn tang này. Thì
thì sau khi trao số tiền anh Khởi xong thì Cường tiếp tục trao số tiền đó là chị Mộng Ngọc, là số tiền 300.000 đồng. Đây chị Mộng Ngọc, anh chị mời chúng mình kiểm tra giùm mấy là 300.000 đồng. Đó. Cảm ơn chị Mộc Ngọc là đã giúp đỡ cái khó khăn rồi, cảm ơn cô. Thì tiếp tục thì Cường cũng trao số tiền thêm đó là chị Kim Hiền, cũng là số tiền 300.000 đồng ha. Thì mời anh Minh kiểm tra giùm em, đây số tiền 300.000 đồng. Rồi cảm ơn chị Hiền. Chị Hiền, cảm ơn chị Hiền đã mình cứ nói chuyện lớn của đại chứ cũng như làm chuyện khó khăn thì giúp đỡ thì cảm ơn. Thì tiếp tục Cường cũng trao số tiền đó là anh Quý bên Mỹ ha. Đây là số tiền của anh Quý bên Mỹ, thì với lại cái nội dung là phụ nhang khói cũng như nhang giấy tiền vàng bạc thì cho gia đình mình. Thì đây là anh Quý bên Mỹ nè, thì mời anh kiểm tra giùm em số tiền này là 1 triệu ha. Số tiền 1 triệu, rồi kiểm tra đúng 1 triệu cho chúng mình. Cảm ơn anh Quý để giúp đỡ cho cái gia đình khó khăn. Mình cũng trao số tiền đặc biệt ở đây là chỗ ba Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ ha. Thì số tiền là chỗ chú Bủ là 100 USD, chị Diệu Phương là 50 USD, còn cô Thanh Quân quán cơm chay là 50 USD. Thì lúc đó thì chỗ anh Quý chuyển cho Cường là 4.546.000, thì Cường có đặt tròn đó là 4.550.000. Thì mời chúng mình kiểm tra giùm ha. Đủ số tiền chưa anh? Còn đặc biệt đó là một Mạnh Thường Quân cuối cùng thì cũng trao số tiền mình, thì cũng giúp hoàn cảnh, thì để phụ cái phần nào thì trong cái mà đám tang của cô. Thì với số tiền chỗ anh Đoan Nguyễn bên Mỹ, đây là số tiền 5 triệu đồng thì cũng xin trao cho anh, là số tiền 5 triệu đồng. Thì anh có lời nào nói với chú Bủ để mà cảm ơn chú Bủ để mà giúp đỡ chị khó khăn tiền này để bỏ tăng vợ, thì cảm ơn với anh Long Nguyễn, với anh Nguyễn và con cái bác rồi. Dạ. Thì số tiền của anh Long Nguyễn thì 5 triệu. Thì dưới lời nhắn chỗ chú Bủ đó thì cũng gửi đến gia đình, thì cũng xin chia buồn cùng gia đình. Thì hôm nay thì Cường cũng có trao đến tổng số tiền của tất cả quý Mạnh Thường Quân là 8 Mạnh Thường Quân, thì với số tiền đó là 11.446.000. Thì đã trao đến hoàn cảnh thì để giúp cho gia đình chú Mên, thì cũng là vợ là Liêu là Thị Xuyên cũng qua đời, thì hưởng thọ là 53 tuổi, thì cũng được sự đồng ý của người mẹ cũng cho người chồng để lo cho cũng như lo trước lo sau để cho gia đình cũng vượt qua những lúc khó khăn này. Thì thì sau khi mình nhận cái số tiền này mình tính làm gì anh? Để bỏ đám tang rồi xong xuôi để trả nợ ngoài rồi hết thì dư để mà sau này mình để cái năm sửa những cơm cho vợ chứ. Dạ. Với sửa đồ ba cái nhà bây giờ này nè. Dạ. Từ tiền mua tôm rồi. Dạ. Thì cái ngôi nhà của anh thì cũng đã hơi ít trên này. Thì phải nói thì cái hai xung minh dách thì qua Cường có chia sẻ thì cũng có dùng mấy cái cao su ở cả nhà thì cũng rất là nhiều. Thì bên đây thì Cường cũng xin để hỏi. Dạ bác, thì hôm nay con cũng đến trao cái số tiền thì tổng số tiền là 11.446.000. Thì bác cũng như đại diện cho chỗ chú Mên á, mình có lời nào muốn nói đến Mạnh Thường Quân không? Bác thì
không có nói chuyện nhiều, nhưng mà tất cả Mạnh Thường Quân với cô bác trong tràng xóm thì rất cảm ơn nhiều. Yeah. Và những người tên cũ, tên gì ở đâu và bác cũng không có gì biết tên. Bây giờ rất cảm ơn hết trơn á. Thì bác ở xa lo mặn ăn, cái đó con cháu chuyện con cháu trong gia đình thì tự nó lo. Yeah. Cô bác giúp đỡ bao nhiêu thì bác cũng vui lắm. Yeah. Bác cảm ơn nhiều. Yeah. À, mời gia đình cũng kiểm tra lại số tiền. Tổng số tiền là 11.450.000. Trên đó thì cái số tiền thực tế là 11.446.000. Cô làm tròn hay cái gì? Để 7 8 8 rồi 8 triệu. 9 10 đếm thì đếm 10 tờ là 1 triệu. Đếm 10 tờ là tờ đó. À. Đếm 10 tờ là 1. Tám ngàn thì hồi nãy là đếm lại là tổng là 11.450.000 phải không chứ mình? Dạ đúng rồi, nó lộn rồi. Đúng số tiền chưa? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Thì hôm nay thì cũng được sự chứng kiến rất là bà con để tham quan cũng như là nhận số tiền. Thì cũng cuối cùng thì Cường cũng đã trao đúng số tiền đến cho hoàn cảnh. Thì chỉ có được sự đồng ý của người mẹ. Thì bây giờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó đã trao số tiền đầy đủ hết rồi. Bây giờ thì Bình và anh Cường Caramel đã trao số tiền đầy đủ rồi ha. Thì có sự chứng kiến của cô chú anh chị trong đám ta của cô Siên. Yeah. Thì Bình với anh Cường Caramel đã trao số tiền của quý Mạnh Thường Quân trong suốt thời gian vừa qua đã quan tâm đến Bình và anh Cường Caramel. Thì bây giờ thì Bình xin chúc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công nhé. Thì bây giờ Bình xin kết thúc video tại đây. Nhớ nếu cô chú anh chị xem video cảm thấy hay nhớ subscribe và đăng ký kênh giùm cho Bình để Bình có động lực làm video tiếp theo nhé. Bây giờ chào tạm biệt và bye bye cô chú ạ.